veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the thing. Này bạn thân nơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào. Ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vàng. Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều. Tàu vào Nam rộn vang tiếng ca, ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai. Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình, từ bàn tay cùng nhau đắp xây. Để giờ đây chúng tôi gọi mời, hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây bắt sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sống vẫn danh non sông trái tim Việt Nam. Một ngày cha ông vang danh núi sông, một ngày đất nước đứng lên thanh bình, ngày dựng xây cùng bao cánh tay, ngày hôm nay bước lên cùng anh em. Mảnh đất năm xưa gieo trên đất nâu, giờ đây đã hóa những thân lúa vàng, gửi vào trong từng trang sai thơ, nhìn tương lai trái tim mỉm cười. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây phát sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau vẫn danh non sông trái tim Việt Nam. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây phát sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sống vẫn danh non sông trái tim Việt Nam, vẫn danh non sông trái tim Việt Nam. Kính thưa ban tổ chức cuộc thi dân vũ thể thao trực tuyến, kính thưa quý khán giả cùng toàn thể chị em phụ nữ trên toàn quốc. Xã Ba là một xã miền núi thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, một vùng quê giàu truyền thống văn hóa và yêu nước, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của vùng đất Đông Giang, Quảng Nam anh hùng. Xã Ba có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, là cửa ngõ lưu thông hàng hóa, giao lưu văn hóa, là vùng động lực lan tỏa cho các xã phía đông của huyện Đông Giang. Khí hậu trong lành, đất đai tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực lao động dồi dào,
cơ sở hạ tầng được đầu tư tương đối hoàn thiện. Xã Ba đang phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với quy hoạch xây dựng xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba có 1.380 chị em phụ nữ với 1.189 hội viên, có hai thành phần dân tộc chính là Kinh và Cơ Tu. Trong những năm qua, cán bộ hội viên phụ nữ xã luôn tích cực cùng cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đi đầu trong các phong trào văn hóa thể thao của xã nhà, thường xuyên tổ chức cho chị em hội viên giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi của chị em. Hưởng ứng cuộc thi dân vũ trực tuyến do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba xin gửi đến quý vị bài dân vũ trên nền nhạc ca khúc Hãy đến với con người Việt Nam tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và hãy bình chọn cho chúng tôi nhé. Kính chúc quý vị sức khỏe và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trái tim.